Hôm nay Ngọc Lục đọc tiếp chương số 7, đi tìm mục đích sống Ikigai, bí mật sống trường thọ và hạnh phúc của người Nhật, tác giả Kenmochi. Và cái tựa đề là đi tìm mục đích sống này cũng giống như cái nơi mà mình đang ngồi, nó rất là yên bình cũng như là thảnh thơi để recharge lại. Một ngày làm việc, một tuần làm việc quá mệt mỏi. Bây giờ Ngọc Lục tiếp tục nha quý vị. Như chúng ta đã thấy, Ikigai là về tính bền vững của cuộc sống. Thật bất ngờ, ở Nhật Bản, thế giới của những võ sĩ Sumo cũng là một kho tàng chứa đựng tính bền vững của cuộc sống. Sumo là một hình thức đấu vật truyền thống có lịch sử từ thời cổ đại. Sumo chuyên nghiệp xuất hiện trong những năm đầu ở thời kỳ Edo vào thế kỷ 17. Ở phương Tây, có một quan niệm nhầm lẫn phổ biến coi sumo như là một phần trận đấu đẩy và va chạm mạnh giữa hai người đàn ông béo phì với bộ tóc buộc tết buồn cười, quấn chiếc đai kỳ lạ quanh eo. Hình ảnh đó thường là một hình ảnh gây cười và có lẽ mang tính xúc phạm. Lẽ tự nhiên, hoạt động thể thao cổ xưa này mang nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn thế. Nếu không thế, những người thông minh, giàu hiểu biết đã không đam mê cuồng nhiệt sumo, môn thể thao có khán giả. Chưa kể, nhiều người còn dành cả đời để trở thành một võ sĩ sumo chuyên nghiệp. May mắn thay, khi sumo trở nên nổi tiếng hơn trên toàn thế giới và càng ngày có nhiều khách du lịch nước ngoài tới Nhật Bản để chiêm ngưỡng các võ sĩ sumo bằng xương, bằng thịt thi đấu, những nét tinh tế của môn đấu vật sumo dần bắt đầu được khán giả quốc tế đánh giá cao. Các giải đấu sumo mở rộng Grand Sumo được tổ chức 6 lần mỗi năm, 3 lần tại nhà thi đấu tại Ryogoku Kokochikan ở Tokyo và 3 lần còn lại ở Osaka, Nagoya và Fukuoka. Một giải sumo mở rộng diễn ra trong 15 ngày, khai mạc và bế mạc đều vào các ngày Chủ nhật. Các võ sĩ sumo được phân chia thứ hạng nghiêm ngặt. Đứng đầu là cấp Yokozuna Hoàng Cương danh giá. Mục tiêu và ước mơ của các võ sĩ là đạt được các cấp bậc cao hơn. Đỉnh cao là cấp Yokozuna. Dù rằng rất ít người đạt được cấp này, một trong những người đạt được cấp Yokozuna sớm nhất được ghi nhận trong lịch sử là Tanikaze Kajinosuke, người được phong cấp này từ năm 1789. Tanikaze có tỷ lệ chiến thắng tuyệt vời với 94.9%, chỉ đứng thứ hai sau Omigantina Tini, người có tỷ lệ thắng là 95.1%. Ồ vâng, người Nhật đã thống kê ghi chi tiết về các trận đấu sumo ngay cả từ thời đó. Tanikaze vẫn thi đấu đến năm 1795 khi cái chết đột ngột do mắc cúm chấm dứt sự nghiệp lừng lẫy của ông. Nhiều người coi Tanikaze là một trong những Yokozuna vĩ đại nhất, hoặc thậm chí là vĩ đại duy nhất trong lịch sử môn sumo. Trong khoảng 300 năm vừa qua đã có 72 Yokozuna, trong đó hiện còn 4 người vẫn đang thi đấu tại thời điểm tôi viết sách cuốn này, năm 1993, võ sĩ Akebono đến từ Hawaii, Mỹ đã trở thành Yokozuna có quốc tịch nước ngoài đầu tiên. Ông là Yokozuna thứ 64 trong lịch sử kể từ Akebono. Đã có 5 Yokozuna đến từ các nước khác, trong đó có Haikuho lừng danh đến từ Mông Cổ, người nắm giữ kỷ lục 38 lần vô địch giải đấu sumo mở rộng tính đến thời điểm cuốn sách này được viết. Các võ sĩ sumo được phân thành 6 hạng cấp. Một võ sĩ sumo thuộc hai dạng đầu được gọi là Shikaitori,
chỉ có khoảng 1 trên 10 số võ sĩ được xếp hạng Sekitori. Thông thường sẽ có khoảng 70 võ sĩ hạng Sekitori trong tổng số khoảng 700 võ sĩ Sommo được mọi hạng cấp. Giữa một võ sĩ hạng Sekitori và các võ sĩ hạng cấp hơn là sự khác biệt về khác biệt một trời một vực. Những võ sĩ hạng thấp không những phải đấu với nhau mà họ còn phải làm phụ tá cho các Sekitori thứ hạng cao hơn. Khi đi cùng nhau, các võ sĩ phụ tá phải mang theo quần áo và vật dụng của các Sekitori. Trong khi bản thân Sekitori thì rảnh rang đi tay không bên ngoài sàn đấu, một Sekitori phải có phong thái tự do tự tại. Người anh ta cần thể hiện vẻ điềm nhiên và thư thái, bởi vậy sẽ chẳng có chuyện một Sekitori đổ mồ hôi vang mát một món hành lý nặng. Những võ sĩ Sumo ít tuổi sẽ phải mang chúng trong khi phải làm những việc lạ lùng khác nữa. Một Sekitori được phép mặc bộ kimono truyền thống, trong khi những người chưa đạt hạng Sekitori chỉ được phép mặc yukata, một bộ y phục đơn giản mà người Nhật thường mặc sau khi tắm. Vậy nên, chẳng có gì lạ mỗi khi võ sĩ Sumo đều khao khát trở thành một Sekitori. Dựa vào thành tích tại các giải đấu, các võ sĩ Sumo sau đó sẽ được thăng cấp hoặc bị hạ cấp. Nếu thắng nhiều hơn thua, bạn sẽ được thăng cấp, ngược lại bạn sẽ bị hạ cấp. Cách tính của môn Sumo chỉ đơn giản vậy thôi. Đây là trò kẻ thắng người thua cổ điển. Bạn càng thắng nhiều thì những người khác càng thua nhiều. Về bản chất, trong môn Sumo, chiến thắng và thăng hạng của người này chính là thất bại và hạ cấp của người khác. Thế giới Sumo rất đông đúc. Để được thăng hạng, bạn phải đẩy võ sĩ khác ra ngoài vòng tròn thi đấu theo đúng nghĩa đen. Nếu ở các cấp dưới, bạn chỉ nhận được phần thưởng rất nhỏ về kinh tế, và chừng nào bạn còn ở trong các higher lò đào tạo thì đồ ăn và chốn ngủ sẽ được đảm bảo. Và thường thì các võ sĩ chưa được xếp hạng Sekitori sẽ ăn ngủ cùng nhau trong một căn phòng rộng. Cộng thêm tuổi tác còn trẻ, việc lấy vợ và chu cấp gia đình đối với họ là điều không thể, vì cuộc sống dần khó khăn hơn theo tuổi tác. Đạt được danh hiệu Sekitori là giấc mơ ngọt ngào nhất đối với tất cả các võ sĩ Sumo Nhật. Vấn đề là khả năng vỡ mộng là cực cao. Chính xác thì cứ 10 người thì sẽ có 9 người thất bại. Một trong những lò đào tạo võ sĩ Sumo, người Asashiho đã đưa lên trên trang web thông tin đặc biệt về những lựa chọn nghề nghiệp của các võ sĩ Sumo. Sau khi viết khô khốc rằng chỉ một trong số 10 võ sĩ có thể thành Sekitori, bản tin đưa ra 3 sự lựa chọn nghề nghiệp dành riêng cho các võ sĩ đã trải qua 500 đào tạo. Với người muốn tiếp tục là một võ sĩ Sumo, trong trường hợp đó, sau mỗi buổi lễ chúc mừng những thành quả nỗ lực trong suốt 5 năm tại lò đào tạo, anh ta được mọi người khích lệ tiếp tục đi trên con đường làm võ sĩ Sumo. Với người còn lưỡng lự, chưa quyết định được và dù có ý muốn tiếp tục là một võ sĩ Sumo nhưng vẫn thấy một sự nghiệp khác là cần thiết, lò đào tạo sẽ cho anh một năm cân nhắc và tiếp tục nỗ lực phấn đấu. Trong thời gian này, người thầy huấn luyện sẽ đánh giá tổng thể các khả năng có thể xảy ra. Sau một năm, võ sĩ sẽ tự quyết định tương lai của mình. Với người cảm thấy bản thân đã nỗ lực hết sức và muốn rẽ sang một giai đoạn mới trong cuộc đời, trong trường hợp này, thầy của lò võ cùng với những người hỗ trợ sẽ giúp võ sĩ kiếm những cơ hội nghề nghiệp mới. Trong giai đoạn tìm kiếm việc làm, võ sĩ sẽ tiếp tục sống tại lò
Yes. Okay. Và được chu cấp nơi ăn chốn ngủ trong tối đa là một năm. Trang web này còn tự hào tuyên bố khi bạn xét đến những nỗ lực phi thường mà một võ sĩ đã bỏ ra để có thể trụ lại ở lò võ, một võ sĩ giải nghệ sẽ hội đủ tố chất và nguồn lực để bắt đầu cho một sự nghiệp thứ hai thành công. Các võ sĩ sao màu có thể trông đợi nhiều cơ hội cho nghề nghiệp thứ hai, đôi khi với sự giúp đỡ của những người, những mạnh thường quân trước nay vẫn hỗ trợ họ. Những người này được gọi chung là Tenny Machi, theo tên của một khu vực ở Osaka, nơi sinh sống của những mạnh thường quân giàu có. Ví dụ, các võ sĩ Sumo đã giải nghệ thường mở các nhà hàng bán lẩu Chenko, một món ăn đặc biệt mà họ thường ăn trong lò đào tạo võ sĩ để phát triển ngoại hình. Một món ăn hết sức nổi tiếng là Chenko Nabi, món hầm Chenko, một món lẩu có nhiều loại rau, thịt, cá dinh dưỡng được nấu trong một nồi nước dùng ngon. Tự nhiên nhắc tới lẩu thèm lẩu vậy ta. Nước lèo ngon với nước dùng ngon gì, cái này là sách của người Bắc dịch nghe quý bà con. Trái với suy nghĩ của nhiều người, ăn Chenko với lượng vừa đủ sẽ không dẫn đến béo phì. Nhiều cựu võ sĩ Sumo đã mở các nhà hàng Chenko ở trung tâm và ngoại vi của thủ đô Tokyo và gặt hái được nhiều thành công khác. Các nhà tài trợ Tenny Machi thường cấp vốn để các võ sĩ mở cửa hàng và bản thân họ cũng thường xuyên lui tới các cửa hàng ấy. Ngoài ra, cũng có những cơ hội nghề nghiệp dành cho những võ sĩ đã giải nghệ, vì người ta quan niệm rằng một võ sĩ Sumo sau khi đã trải qua thời gian huấn luyện gian khổ ở các lò võ Sumo thì luôn có đủ tố chất để làm được những công việc trong hầu hết các lĩnh vực khác. Ồ, nghe các lò nghe thấy ghê quá. Các lò võ sĩ. Những nghề nghiệp hậu Sumo có thể kể đến đó là nghề chữa bệnh bằng nắng xương khớp, nhân viên văn phòng, xây dựng, quản lý khách sạn, huấn luyện viên thể thao và thậm chí là phi công. Do vậy, xét trên phương diện tài chính, các võ sĩ hoàn toàn có thể giải nghệ và vẽ ngang sang một công việc tiềm năng khác đủ để chu cấp cho gia đình. Tuy nhiên, rất nhiều võ sĩ không trở thành Sakitori vẫn tiếp tục làm võ sĩ Sumo, dù rằng điều đó đồng nghĩa với việc họ sống với mức trợ cấp tối thiểu và phải làm việc nặng nhọc cho các Sakitori. Võ sĩ Sumo nhiều tuổi nhất tính đến tháng 6 năm 2017 là Hana Keiji, 46 tuổi. Hana Keiji cao 182 cm và nặng 109 kg. Hana Keiji đã làm võ sĩ trong hơn 31 năm, tham gia 186 giải Sumo mở rộng với tổng thành tích bình thường chưa đến mức thảm hại 605 trận thắng so với 670 trận thua. Thứ hạng cao nhất mà Hana Keiji từng đạt được vẫn còn thấp hơn Sakitori 2 cấp. Hiện tại, Hana Keiji đang nằm trong hạng 2 từ dưới lên. Với độ tuổi này, ngày nay càng cao cộng với thành tích không quá xuất sắc, Hana Keiji hầu như không còn khả năng để được tăng cấp lên Sakitori. Tại đất nước có ý thức tuổi tác như Nhật Bản và trong một thể thao mà khả năng thành công tỷ lệ nghịch với tuổi tác như Sumo, việc Hana Keiji vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê bất chấp tuổi tác ngày càng cao của mình được xem là một hành động can đảm. Hana Keiji có một bản thành tích tương đối thành công, còn võ sĩ
Hattori Sakura lại không được may mắn như vậy. Hattori Sakura hiện nay 18 tuổi, cao 180cm và nặng 68kg. Hattori Sakura đã tham gia thi đấu 11 giải sumo mở rộng với duy nhất chỉ một chiến thắng so với 68 trận thua. Trong với võ sĩ chuyên nghiệp, Hattori Sakura hiện đang nắm giữ kỷ lục bại trận liên tiếp nhiều lần. Anh trở thành tâm điểm của báo giới trong trận đấu trước đối thủ Kinjo, một võ sĩ nổi tiếng với những cú đẩy uy lực. Hattori Sakura đã sợ hãi đến mức chủ bụng vấm chân. Xin lỗi, cái này sao mà không có dần chữ vậy? Đã sợ hãi đến mức chủ bụng vấp chân và ngã xuống sàn. Và dĩ nhiên, cậu ngay lập tức bị xử thua cuộc. Thực tế, Hattori Sakura trông rất trẻ và ngây thơ, đồng thời vẫn chưa phải là một võ sĩ sumo chuyên nghiệp, đã khiến nhiều người chú ý. Hattori Sakura bỗng nhiên trở thành ngôi sao bất đắc dĩ. Rõ ràng, với màn trình diễn cắm cỏi như vậy, nên đến giờ cậu vẫn luôn xếp hạng bét. Người ta nói là một á, là thành công, người ta biết đến mình vì mình là người nổi tiếng thành công. Còn hai đó, người ta biết đến mình là vì mình là một người không nổi tiếng cũng không thành công, nhưng mà vì một lý do gì đó, có thể là vì scandal, nhưng mà vô tình lại được nhiều người biết đến. Trở lại câu chuyện, không ai biết Hattori Sakura sẽ có thể hay sẵn sàng tiếp tục làm một vệ sĩ sumo trong bao lâu nữa. Có thể trong nay mai cậu ta sẽ từ bỏ và chấp nhận rằng mình không có tố chất với thể thao, nhưng cũng chưa chắc. Biết đâu cậu vẫn muốn tiếp tục cố gắng trong 30 năm tới như Hanakazi. Không có luật lệ nào trong môn sumo chuyên nghiệp quy định việc bạc phải giải nghệ nếu có thành tích thi đấu kém cỏi cả. Các võ sĩ là người quyết định việc anh ta có muốn tiếp tục thi đấu hay không, ngay cả khi biết rằng mình chẳng còn có chút hy vọng nào được thăng cấp. Tại sao các võ sĩ sumo như Hanakazi hay Hattori Sakura vẫn kiên trì theo đuổi môn sumo bất chấp màn trình diễn đáng thất vọng của họ? Tại sao họ vẫn thích ở lại thế giới của môn thể thao đã vùi dập họ, không thương tiếc? Hay đúng ra, Ikigai của các võ sĩ có thành tích thấp là vì? Là gì? Vâng, là người hâm mộ sumo, tôi có một câu trả lời hoặc ít nhất là một giải thuyết. Tất cả là vì sự kỳ diệu của sumo. Bạn sẽ hiểu được sự kỳ diệu ấy nếu bước vào nhà thi đấu ở Tokyo khi giải sumo mở rộng được tổ chức. Khi bạn đã mê mẩn môn sumo, bạn sẽ không muốn dễ dàng từ bỏ nó. Về mặt tâm lý cũng là hợp lý. Lẽ khi người ta sẵn sàng chấp nhận hy sinh bản thân chút ít để có thể ở lại trong vương quốc kỳ diệu này. Một mặt thì sumo là một môn thể thao đòi hỏi hai võ sĩ phải dốc toàn lực trên sân khấu. Bạn cần phải luyện tập để đạt được khả năng cao nhất của bản thân. Bạn phải vượt qua nỗi sợ hãi và lao hết sức vào đối thủ. Một bài học mà chàng trai trẻ Hattori Sakura chưa tiếp thu được. Mặt khác, sumo mang rất nhiều nét văn hóa truyền thống. Một người lần đầu tiên bước vào nhà thi đấu sumo sẽ trầm trồ, ngạc nhiên trước rất nhiều màn chuẩn bị phức tạp và mất nhiều thời gian trước mỗi lần tranh đấu sumo. Trong khi mỗi lần vượt đấu trung bình chỉ kết thúc trong 10 giây và hiếm khi nào kéo dài quá 1 phút. Phần lớn thời gian ngồi xem trong nhà thi đấu là để chiêm ngưỡng những màn biểu diễn đẹp mắt của các võ sĩ, phẩm hạnh của các vị trọng tài Gogi và màn diễn sướng công phu của người phụ tá Zobideshi. Khi trịnh trọng gọi tên võ sĩ vào trong lòng tròn thi đấu,
chính sự kết hợp giữa màng và chạm dứt khoác giữa hai võ sĩ và nghi thức trang trọng khiến khán giả mê mẩn. Sento no Fuji là một võ sĩ sumo đã 39 tuổi. Khi tôi viết cuốn sách này là một chiến binh đáng khâm phục, nếu không muốn nói là vô cùng ấn tượng. Anh đã tham gia những 127 giải sumo mở rộng, giành được 429 trận thắng và để thua 434 trận. Sentono Fuji cao 171cm và nặng 111kg với vóc dáng vẻ nhỏ bé đối với một võ sĩ sumo. Thứ hạng cao nhất Sentono Fuji đã đạt được chỉ sắp ngay sau Kerry Torrey. Hiện tại anh ở hạng thứ 2 từ dưới bên. Dù thi đấu không mấy ấn tượng, nhưng những ai yêu thích sumo đều biết đến Sentono Fuji và phần thân trên gọn gàng của anh. Tất cả là vì Sentono Fuji là người thực hiện nghi lễ Zumi Tori Shiki múa cung khi kết thúc mỗi trận đấu cuối cùng trong ngày của giải sumo mở rộng. Theo truyền thống, võ sĩ sumo thực hiện nghi thức múa cung phải đến từ lò luyện đào tạo ga một Yokozuna. Sentono Fuji được đào tạo tại lò Ishigamaha cùng lò với Yokozuna thứ 70 Hamura Fuji, người đến từ Mông Cổ. Sau khi tên người chiến thắng trong trận đấu cuối cùng thường là Yokozuna được xướng lên, khán giả được trịnh trọng yêu cầu ngồi yên tại chỗ để chiêm ngưỡng nghi thức múa cung. Sentono Fuji múa vung vút chiếc cung dài khoảng 2 mét với độ chính xác đáng kinh ngạc trong tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả. Cuối cùng, khi Sentono Fuji cúi đầu chào và rời sân khấu là lúc kết thúc các hoạt động diễn ra trong ngày tại ngày thi đấu. Khi chiêm ngưỡng Sentono Fuji thực hiện nghi lễ múa cung, bạn sẽ nhận ra có lẽ chính đây là ikigai lớn nhất của cậu ấy. Trong sumo có một điều xấu, đó là võ sĩ thực hiện nghi lễ múa cung không thể đạt được danh vị Seritori, và cho tới nay có rất ít võ sĩ có thể phá được lời nguyền này. Tuy nhiên, với những người ngưỡng mộ kỹ năng múa cung khéo léo của Sentono Fuji, họ hầu như không để ý đến màn trình diễn của cậu trên sân khấu. Hơn thế nữa, người ta cảm thấy rằng Sentono Fuji đã tìm được một vị trí thích hợp trong thế giới sumo, một vai trò mà cậu có thể hoàn toàn tốt với niềm vui và niềm tự hào. Một phần trong nhiều nghi thức sumo truyền thống, điều hợp lẽ là bản thân Sentono Fuji tìm thấy niềm vui và hài lòng khi múa cung, vì nghi lễ này bắt nguồn là điệu múa bày tỏ sự cảm ơn của võ sĩ sumo giành chiến thắng trong trận cuối cùng của một ngày. Một võ sĩ sumo, ngay cả khi chiến thắng trận đấu quan trọng nhất, cũng không nên tự bày tỏ sự vui mừng quá mức. Để bày tỏ sự tôn trọng đối với đối thủ, người đang thất vọng với thất bại của mình. Câu này hay ghê nha. Một võ sĩ ngay khi cả chiến thắng trận đấu quan trọng nhất cũng không nên tự bày tỏ sự vui mừng quá sức. Để bày tỏ sự tôn trọng đối với đối thủ, người đang thất vọng với thất bại của mình. Vậy nên, mặc dù Sentono Fuji không được thăng cấp nữa, cậu ấy vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc cho đến khi giải nghệ, lúc thực hiện nghi lễ múa cung. Sumo được ví như một hệ sinh thái nơi bạn có thể tiếp tục là một thành viên tích cực, miễn là bạn tìm thấy một vị trí thích hợp ngay cả khi bạn liên tục thất bại trên sàn đấu. Hanakazi Hatorizakura và Sentono Fuji đều là những người hùng thầm lặng và có nhiều lý do để tự hào theo cách riêng của họ. Dù thành tích không tốt khiến họ không được thăng cấp lên Seritori,
Somo là ví dụ điển hình đầy cảm hứng cho sự đa dạng và mạnh mẽ của Ikigai. Đấy là câu chuyện về cách một người có thể tìm thấy Ikigai của họ ngay cả trong một thế giới của luật lệ, phân định, thắng thua cực kỳ nghiêm ngặt. Trong nhiều lĩnh vực của đời sống, các hệ giá trị được sử dụng để đánh giá khả năng của mỗi cá nhân đều mơ hồ và có thể diễn dịch theo nhiều cách khác nhau. Do đó, người ta có thể tự huyễn hoặc bản thân và cho rằng mình đang làm tốt. Các võ sĩ Somo thì không thể cảm thấy mơ hồ hay tự huyễn hoặc bản thân điều đó. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản họ được Ikigai. Ikigai của việc trở thành một võ sĩ Somo phụ thuộc vào nhiều thứ. Trên thực tế, nó cần tới cả 5 trụ cột của Ikigai, giống như trong trà đạo, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất. Vì việc đào tạo được một võ sĩ Somo phụ thuộc vào nhiều kỹ thuật tỉ mỉ để tạo nên cơ thể, chẳng hạn như việc chạm chân lên sàn đấu cũng yêu cầu kỹ thuật đặc biệt. Tự giải phóng cái tôi cá nhân là điều cần thiết khi làm trợ lý cho một võ sĩ lớn tuổi. Võ sĩ nhỏ tuổi cần phải chú ý và làm theo các nhu cầu và mong muốn của người mà anh phục vụ với lòng tôn trọng. Sự hòa hợp và tính bền vững là đặc tính rất quan trọng với một môn thể thao truyền thống như Somo. Môn thể thao đã sáng tạo ra nhiều nghi thức và phong tục nhằm duy trì một môi trường phong phú, niềm vui từ những điều nhỏ nhặt xuất hiện rất nhiều trong thế giới Somo, từ hương vị của món Chanko đến sự cổ vũ của người hâm mộ. Nhiều võ sĩ chứng minh rằng sống trọn mọi khoảnh khắc hiện tại là điều tối cần thiết trong việc chuẩn bị và thi đấu, và chỉ khi sống trọn mọi khoảnh khắc hiện tại thì họ mới có thể hy vọng duy trì được ý chí để thi đấu tốt nhất. Cả 5 trụ cột của Ikigai gắn kết chặt chẽ hỗ trợ một võ sĩ Somo nếu anh ta không thực sự thành công hoặc không thể giành chiến thắng trong các trận đấu. Ikigai trong thế giới Somo rất dân chủ, ngay cả khi đây là một môn thể thao khá bạo lực và không khoan nhượng. Tôi không có ý khẳng định rằng Somo là môn độc nhất mà mọi người đều có khả năng đạt được Ikigai như nhau. Chẳng hạn, chúng ta có thể thấy mọi người đều có thể đạt được Ikigai trong tương tự ở trong thế giới múa ba lê cổ điển. Là người dẫn chương trình radio, tôi từng có cơ hội phỏng vấn Manu Lourdes, vũ công ba lê người Pháp, người từng là Etoile vũ công chính của Paris Opera Ballet. Trong suốt 23 năm, khi Lourdes mới 21 tuổi, vũ công ba lê huyền thoại Rudolf Nuruway đã trao cho anh vị trí Etoile sau khi xem anh diễn vai chính Ginny di Brini trong vở ballet Raymonda. Sau đó Lourdes còn diễn nhiều vai khác nhau trong các thành phố như Paris, Stuttgart, Vienna, New York and Tokyo. Anh hiện là giám đốc nghệ thuật tại Vienna State Ballet. Trong cuộc phỏng vấn ấy, Lourdes đã thảo luận về vai trò của Coupe de Ballet, các vũ công nhảy theo nhóm trong một buổi trình diễn ballet. Những vũ công xuất sắc theo cách riêng của họ rất khó để được tuyển vào Coupe de Ballet tại các đoàn ballet uy tín như Paris Opera Ballet, và để có được vị trí vũ công chính còn khó hơn nữa. Lourdes nói rằng điều đầy tin tưởng rằng vai trò của Coupe de Ballet rất quan trọng vì nó là phần không thể tách rời của màn diễn trên sân khấu. Trên thực tế, các vũ công phụ họa có vai trò quan trọng nhất vì họ có kỹ năng sân khấu sâu sắc. Sau đó, Lourdes nói rằng
nói thêm rằng mọi vũ công chính đều cảm thông với các thành viên của khúc The Ballet, bởi vì họ sẽ là thành viên của nó ở giai đoạn nào đó trong sự nghiệp của mình. Vai trò của các vũ công trong khúc The Ballet có thể rất quan trọng về mặt nghệ thuật, nhưng họ không hẳn đã được thưởng hậu hĩnh. Một bài báo năm 2011 trên tờ New York Times viết rằng đoàn ballet Joffrey ở Chicago và đoàn ballet Boston đã trả cho các vũ công của họ mức lương trung bình lần lượt là $829 và $1,204 một tuần trong các mùa diễn kéo dài 38 tuần. Đoàn ballet Houston đã trả cho các vũ công của mình $1,036 một tuần trong hơn 44 tuần. Những mức lương này dù khá cao nhưng cũng không so sánh được với phần thưởng mà các vũ công chính nhận được. Do đó, xét về lương, trong thế giới ballet cũng có một cơ cấu nghề nghiệp và những thách thức tương tự như trong thế giới sumo. Trong cuộc sống cũng vậy, bạn cần phải chấp nhận những gì mình được và rồi phấn đấu cải thiện tình hình. Xét về mặt sinh học, việc tìm kiếm Ikigai trong mỗi trường hợp hoặc trong bất kỳ môi trường nào có thể được xem như là một dạng thích nghi, đặc biệt trong bối cảnh sức khỏe tinh thần. Trong một môi trường nhất định nào đó, về nguyên tắc ta luôn có thể giải được Ikigai, mục đích sống, dù chúng ta có thể hiện thế nào đi nữa. Không phải chỉ có những người chiến thắng mới có thể có Ikigai. Để đạt được Ikigai, kẻ thắng và người thua đều có vị trí như nhau trong một vũ điệu phối hợp tuyệt vời, đó là cuộc sống. Từ góc độ bên trong của Ikigai, ranh giới giữa kẻ thắng và người thua dần dần bị xóa nhòa. Cuối cùng, sẽ không còn sự khác biệt nào giữa người thắng và kẻ thua cuộc, chỉ còn con người chúng ta mà thôi. Trong tâm trí của nhiều người Nhật, Ikigai là một bài hát dành cho những người yểm thế hay ít ra cũng là cho những người dân thường thuộc mọi ngành nghề. Bạn không cần phải là một nghệ sĩ hàng đầu mới có Ikigai. Trên thực tế, ta có thể tìm thấy Ikigai ở mọi cấp độ của hệ thống cạnh tranh theo thứ bậc. Ikigai là một mặt hàng phổ biến được trao cho tất cả những ai để tâm đến nó. Để có được Ikigai, bạn cần phải vượt qua ngoài các khuôn mẫu và lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình. Bạn thậm chí còn có thể tìm thấy Ikigai của mình ngay cả khi hệ thống chính trị của nước bạn không hoàn hảo thật sự đấy. Trong nhà nước bế quan tỏ cán của Bắc Triều Tiên, các màn đồng diễn là hoạt động chủ đạo trong cuộc sống hàng ngày của đất nước này. Ban đầu, chúng được hình thành ở Đức và sau đó phát triển ở Nhật như một hoạt động thể dục trong trường học. Ngày nay, loại hình này thường xuyên được biểu diễn trước đông đảo quần chúng ở Bắc Triều Tiên với mức độ phức tạp cao hơn. Một bộ phim tài liệu A State of Mind tạm dịch một trạng thái cảm xúc. A State of Mind, tại sao dịch là một trạng thái cảm xúc? 2004 của đạo diễn người Anh Daniel Gordon dựa theo trải nghiệm của hai nữ vận động viên thể dục trẻ trung của Bắc Triều Tiên và gia đình họ trong quá trình tham gia màn đồng diễn ở Bình Nhưỡng năm 2003. Những màn đồng diễn như vậy đã được tổ chức ở đất nước này từ năm 1946, có tới 80.000 vận động viên biểu diễn trong một quảng trường rộng lớn. Với những động tác phối hợp nhịp nhàng, họ tạo ra bức ảnh động lớn nhất thế giới. Đồng diễn là một dạng thức trong đó các mong muốn của các cá nhân tuân theo nhu cầu của tập thể. Những người tham gia cần được rèn luyện trong thời gian dài, tối thiểu là 2 giờ mỗi ngày để nuôi dưỡng tinh thần tập thể. Mặc dù màn đồng diễn mang lại cho người xem ấn tượng về chủ nghĩa tập thể đơn giản, thế nhưng những người tham gia màn đồng diễn là những cá nhân có ước muốn và ước mơ riêng của họ. Trong A State of Mind,
một trong những nữ vận động viên thể dục trẻ tuổi háo hức được tham dự màn đồng diễn. Nhớ lại cảm xúc phấn khích của cô khi được trình diễn trước vị tổng tư lệnh. Đó là ngài Kim Jong-il, con trai của Kim Hae-sung, người sáng lập Bắc Triều Tiên và là cha của Kim Jong-un, nhà lãnh đạo tối cao hiện tại của nhà nước Bắc Triều Tiên. Trời ơi, nhà lãnh đạo tối cao hiện đại gì ông ơi, cái đó là nhà cộng sản, đàn áp dân lành thì có. Những niềm vui, đúng là cái cuốn sách này nó dịch thiệt là khó nghe nha. Những niềm vui và ước mong của cô mang tính cá nhân, mặc dù được lòng trong bối cảnh xã hội của nhà nước. Khi xem A State of Mind, bạn nhận ra rằng dù tự thân màn đồng diễn có thể mang tính tập thể và máy móc, nhưng những ham muốn và niềm vui của một diễn viên trong lúc tham gia đồng diễn là rất nhiệt huyết và cá nhân. Đây là một nghịch lý tuyệt vời về mối quan hệ giữa một cá nhân và xã hội mà qua đó Ikigai được thể hiện rất rõ. Ta hoàn toàn có thể sống trong một đất nước chuyên chế và có Ikigai của riêng mình. Bạn có thể có được cảm thức về Ikigai ngay cả ở một quốc gia mà sự tự do bị kìm kẹp. Đúng như vậy, tự do bị kìm kẹp là ở đâu? Là ở Cộng hòa xã hội Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Trung Cộng, Cuba, Nga Xô, vân vân. Bạn có thể tìm thấy Ikigai của bạn, của bản thân mình, độc lập với môi trường sống cụ thể mà bạn đang sống ở một thời điểm nào đó, cụ thể nào đó. Con người còn nguồn lực để có thể tìm thấy Ikigai trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả trong thế giới đáng sợ và đầy ám ảnh được mô tả trong tiểu thuyết lâu đài hay vụ án. Các nhân vật chính hoàn toàn có thể có Ikigai, thực tế có được rất nhiều ấy chứ. Các nhân vật trong chuyện không có thời gian nào để bày tỏ sự tự do của họ. Tuy thế, họ vẫn được những niềm vui nho nhỏ giúp họ tiếp tục sống. Chẳng hạn, trong tiểu thuyết lâu đài, nhân vật chính đã rất thành công trong việc tìm người yêu, ngay cả khi anh ta phải gắng sức vượt qua mê lộ của hệ thống hành chính, quan liêu, áp bức. Nếu tiếp tục tìm kiếm trong nghệ thuật, bạn sẽ khám phá ra mình thậm chí còn có thể tìm thấy Ikigai trớ trêu thai. Khi thả một quả bom nguyên tử tiêu diệt thế giới trong bộ phim Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 1964, do đạo diễn kiêm viết kịch bản Mỹ Stanley Kubrick. Chắc có lẽ mình phải mua cuốn sách này đọc mới được. It sounds good. Nhân vật Major không chỉ huy trên một chuyến máy bay ném bom B-52 trở nên quá ám ảnh với việc ném bom đến mức tự mình đến kho bom và hiệu chỉnh dây vợ điện tử. Khi quả bom nguyên tử được thả xuống, Major Kong cởi lên nó như một chàng cao bồi điệu nghệ cởi lên lưng chú bò đực đang nổi đóa rú lên sung sướng khi sắp tiêu diệt nền văn minh nhân loại. Xin lỗi, cái câu này dịch mình không hiểu luôn ạ. Vì vậy, giờ ta hãy quay lại thế giới với thế giới thực. Chúng ta đã học được những gì? Ikigai là một thích nghi với môi trường, bất kể bản chất của môi trường đó là gì. Từ thế giới sâm mù đến thế giới ba lê cổ điển, những người tìm thấy Ikigai có thể tìm thấy niềm vui vượt ra ngoài giá trị đơn giản của chuyện thắng thua. Việc có Ikigai góp phần giúp ta đối diện và làm tốt nhất công việc có thể trong mọi hoàn cảnh. Mà nếu không có Ikigai thì khó có thể làm được. Ấy là chưa tính tới những nghịch cảnh trong cuộc sống. Bạn cần phải tìm Ikigai trong những điều nhỏ nhặt nhất. Bạn phải bắt đầu từ những việc nhỏ
bạn phải sống trọn khoảnh khắc hiện tại. Quan trọng nhất là nếu không có được Ikigai, bạn không thể và không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh. Ô, câu này mới là hay đó. Quan trọng nhất, nếu là không có được Ikigai, bạn không thể và không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh. Xét cho cùng, bạn có thể tìm thấy Ikigai của mình theo cách riêng của mình. Về phía cạnh ấy, khẩu hiệu nổi tiếng của chính phủ Anh trong Thế chiến thứ hai, Keep Calm and Carry On. Keep Calm and Carry On tạm dịch, hãy bình tĩnh và tiếp tục, có thể coi là một đặc tính của Ikigai. Ai mà ngờ được đâu chứ. Đây là kết thúc chương số 7 đi tìm mục đích sống Ikigai, trang số 145. Sau cái chương này đó thì các bạn sẽ tìm thấy chương số 8, thứ không thể hạ gục bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn, mà Ngọc Lục đã đọc ngay từ buổi ban đầu khi bắt đầu đọc quyển sách này. Bởi vì mình thích cái chương này cho nên mình đọc trước, chứ không có gì lạ hết trơn á. Và chương số 9 là Ikigai và hạnh phúc, Ngọc Lục cũng đã đọc ở video số 2 của mình rồi. Cuối cùng thì là chương số 10, chấp nhận con người thật của bạn, Ngọc Lục đã đọc ở video số 3. Kết thúc câu chuyện quyển sách Ikigai thì mình thấy rất là hay, cho nên Ngọc Lục sẽ tóm tắt lại. Chúng ta hãy điểm lại 5 trụ cột của Ikigai. Số 1, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Số 2, giải phóng cá tôi cá nhân. Số 3, sự hài hòa và tính bền vững. Số 4, niềm vui từ những điều nhỏ bé. Số 5, sống trọn mọi khoảnh khắc hiện tại. Giờ đây, khi đã đọc cuốn sách này, những trụ cột này của Ikigai tác động sao tới bạn? Bạn có đủ hiểu biết và kinh nghiệm để sắp xếp các vấn đề gặp phải trong cuộc sống chưa? Bây giờ bạn đã sẵn sàng để thử những điều mới theo từng bước nhỏ mà không mong chờ có được sự biểu dương từ người khác chứ? Bây giờ bạn hiểu được mối liên kết quan trọng giữa sự hài hòa và tính bình vững chưa? Bạn có cảm thấy thoải mái hơn với những nét tính cách làm nên con người mình và trở nên khoan dung với những cách cư xử không bình thường của người khác chưa? Bây giờ liệu bạn có thể dễ dàng tìm thấy niềm vui trong những thứ nhỏ bé của cuộc sống không? Hy vọng rằng sự dẫn nhập về Ikigai này sẽ giúp bạn đánh giá đúng tầm quan trọng của những trụ cột trên với một cách nhìn sâu sắc và mới mẻ. Việc này sẽ mang lại cho bạn những điều cần thiết để có thể giải quyết được những vấn đề cụ thể bạn gặp trong cuộc sống. Khái niệm Ikigai có nguồn gốc trong văn hóa Nhật, tuy nhiên nội hàm của Ikigai lại vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Theo nghĩa này thì văn hóa Nhật không có gì đặc biệt. Chính các điều kiện và truyền thống văn hóa đặc hữu ở Nhật đã nuôi dưỡng khái niệm Ikigai. Thật vậy, trong hàng ngàn ngôn ngữ khác được sử dụng trên thế giới, chỉ có một vài khái niệm tương tự như khái niệm của Ikigai. Xét cho cùng thì mỗi ngôn ngữ đều bình đẳng theo nghĩa chúng là nỗ lực nhiệt thành của người sử dụng chúng để sống khoan dung qua nhiều thế hệ. Hideo Kobayashi, một nhà phê bình văn học có tiếng tăm ở Nhật Bản thời đại, từng nói rằng ông muốn mình sống càng lâu càng tốt. Ông tin rằng mỗi ngày mới sẽ mang đến khám phá mới và tri thức mới. Cựu biên tập riêng của ông, Aikida, kể rằng Kobayashi thường nói về động cơ phổ quát khi ông tìm kiếm một hình ảnh ẩn dụ để mô tả điều gì là quan trọng trong cuộc đời. Theo Kobayashi, trong mỗi con người, thuyền máy đều có một động cơ phổ quát. Động cơ phổ quát không có công suất lớn, nhưng hoạt động ổn định và bền bỉ. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc gặp phải nghịch cảnh, động cơ này sẽ đưa con thuyền nhập cảnh an toàn. Ikigai giống như động cơ phổ quát của Kobayashi. Cho dù điều gì xảy ra, miễn là bạn có Ikigai, bạn có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Bạn luôn có thể trở về vùng an toàn và êm ấm của mình, nơi bạn có thể làm lại những chuyến phiêu lưu trong đời. Như chúng ta đã thấy trong cuốn sách này, Ikigai không bắt nguồn từ một hệ giá trị duy nhất.
nó không được viết theo chỉ thị của Chúa. Nó là sự cộng hưởng phong phú của một chuỗi những thứ nhỏ bé, chứ không thứ nào tự nhận nó được coi là mục đích sống. Tôi hy vọng các giá trị xoay quanh Ikigai mà bạn thu lượm được khi đọc quyển sách này sẽ truyền cảm hứng để bạn thử những điều mới trong cuộc đời và từ từ thay đổi bản thân. Những sự khởi đầu mới không cần phải đi kèm với chống dông cờ mở. Thay vào đó, sự thay đổi trong nhận thức sẽ dần dần thầm, âm thầm đến bên bạn, thay vì nhảy sổ ra trong tâm trí bạn. Trong cuộc sống, điều chúng ta cần là sự tiến hóa chứ không phải một cuộc sống cách mạng. Thông thường, ảo tưởng về một cách mạng trong cuộc sống, trong đó bạn bị cuốn phăng bởi những nguyên tắc mới, tìm được những cách suy nghĩ và hành động mới và bởi ý tưởng bắt đầu lại cuộc sống, khiến con người ta lầm đường lạc lối. Ikigai chỉ củng cố những trực giác vốn có của bạn, nên sự thay đổi sẽ xảy ra từ từ và từng chút một, giống như những thay đổi trong chính sách, trong cuộc sống, trong chính cuộc sống vậy. Đó là kết thúc trang 198 của quyển sách Ikigai. Quyển sách này có 200 trang nha. Nếu các bạn nào thích tự coi lại, mình có thể mua một quyển bằng Anh ngữ, và cái này là quyển đã dịch ra rồi. Từ nhà văn hóa ở Việt Nam á, tên là Vũ Thị Nhân Hậu dịch. Rồi đây là kết thúc cái chương cuối cùng của mình đọc. Xin mến chào và hẹn gặp lại một dịp khác.